Nhã lần này trả thù còn ghê hơn lần trước nữa các bạn. Sau khi bị Vũ mắng nhiếc, chửi thẳng vào mặt, cho nên Nhã như đổ dầu vào lửa. Tập 77 này hả, Nhã trả thù còn ghê hơn nữa. Không những tấn công Vũ mà tấn công luôn Nhã, luôn gia đình của Nhã luôn. Vì quá hận mà. Tập 77 sắp tới nè. Tập 75, 76 là các bạn thấy rồi. Nhã đã bị Vũ dùng những lời hết sức là nặng nề chửi vô trong mặt. Nhã là một phụ nữ và chảnh chọe, rồi là đánh đá, nhưng mà cuối cùng cũng phải ngậm miệng, ngậm bù hòn, chỉ biết khóc mà thôi. Các bạn biết sao không? Nhất là các bạn nữ, biết sao mà Nhã phải tìm Vũ để trả thù không? Tại vì hận. Một chữ hận các bạn biết không? Phụ nữ khi mà yêu á là yêu dữ lắm. Người ta nói á, phụ nữ khi yêu á là yêu hết cả tâm lòng của mình. Còn đàn ông á khi yêu á là họ chỉ yêu có một phần thôi. Trái tim của họ còn để nhiều ngõ ngách đựng chứa những cái người khác. Còn phụ nữ khi yêu á là yêu hết tất cả tâm hồn. Chính vì chỗ đó đó, Nhã mới đâm hận. Nhã trước đây là Kim, 10 năm trước á là tên Kim, là người yêu cũ của Vũ, từng bị Vũ phụ bạc. Cô ta tức quá, thay hình đổi dạng biến thành Nhã. Mà chớ treo như vậy nè các bạn, muốn trả thù. Ủa thì thiếu gì cách trả thù? Đâu có nhất thiết mà phải đưa thân đưa xác cho người ta ăn nằm để trả thù. Cuối cùng á, kẻ đáng thương nhất á chính là Nhã. Có ai mà trả thù người ta mà phải đưa thân xác để trả thù không? Đó, bây giờ hả hê rồi, phá tan cơ nghiệp của Vũ rồi. Nhưng mà là sao? Cái giá phải trả là bị nhục mạ, bị giày xéo nhân phẩm của mình. Một người phụ nữ, Nhã là một người con gái đẹp mà, dư sức lấy đại gia mà, đâu nhất thiết gì mà phải lấy một người mà đàn ông mà sở khanh như Vũ. Các bạn thấy không? Cho nên ở đời người ta mới nói á, khi mà mình muốn hại người khác á, lạng quạng á, cái giá mình phải trả rất là lớn. Là bài học của Nhã. Biết rằng khi yêu rất là hận, nhưng việc á mà Nhã, cái việc mà Nhã tìm Vũ để trả thù bằng cái hình thức cặp bồ với Vũ á, là cho thấy rằng Nhã đang tự lừa dối mình. Nhã rất là còn yêu Vũ mới lựa chọn con đường đó. Nhưng tiếp thay, con đường lựa chọn cách trả thù của Nhã làm cho Nhã càng gần gũi Vũ, càng yêu Vũ. Đâm ra là hai lần cô nàng đều đau khổ vì tình yêu, tính đi trả thù, nhưng ai dè yêu quá rồi, đâm ra tự chuốc khổ vào thân. Đó là cái giá phải trả của Nhã. Còn cái giá phải trả của Vũ là sao? Lường gạt tình cảm ta, cuối cùng phải đánh mất cơ ngơi. Là như thế. Trong tập 77 sắp tới các bạn, rò rỉ thông tin trên cộng đồng mạng rất là nhiều. Không biết đâu là sự thật, không biết đâu là sự thật. Nhưng mà người ta dự đoán á, là Nhã bây giờ còn dữ tợn hơn nữa. Không chỉ trả thù Vũ mà trả thù luôn Nhã. Cho nên á, cho nên mới có hai cảnh bệnh viện. Nhã đi bệnh viện hai lần các bạn, mà hai cảnh bệnh viện khác nhau. Mới đầu tưởng cảnh bệnh viện đi Nhã đi sanh,
Nhưng mà cảnh bệnh viện sau là không phải cảnh bệnh viện Ngã Đi Xanh. Có hai lần Thư đi nằm bệnh viện các bạn. Mới đầu người ta tưởng là cảnh Thư đi xanh, nhưng mà không phải, hai bệnh viện khác nhau các bạn. Có khả năng trong tập 77 tới Thư lại bị Nhã tấn công bằng cách nào đó để đi nằm bệnh viện. Theo mình nghĩ là sẽ có trả thù tiếp tục. Còn phần Vũ, mặc dù là Vũ là một cái người đàn ông cũng rất là giỏi, biết lo làm ăn, nhưng mà có tật thì có tài. Và cái bản tính mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời luôn luôn là đúng với Vũ. Đáng lẽ giờ chót khi biết Nhã là Kim, Vũ phải tỏ ra hối hận, phải làm một cái động thái gì đó để xoa dịu cái tinh thần của Nhã. Nhưng lúc này Vũ lại chút dầu vào lửa. Vũ cũng làm cho Lợi gan, là một người đàn ông bản lĩnh trên tình trường, đã mắng xối xả vào mặt Nhã. Thì đây là một người đàn ông thật sự là cũng không phải là một người đàn ông tốt. Coi tới tập 75 là mọi người ngao ngán Vũ, nhất là phụ nữ. Cho nên các bạn đừng có chọn cái con đường trả thù như Nhã, chỉ thiệt hại thân mình thôi. Gió thổi tóc tai bay đâu có tiêu hết trơn rồi. Thì hôm nay Mèo nói cho mọi người nghe tập 77 là Nhã sẽ tiếp tục trả thù, và trả thù tấn công mọi mặt của gia đình Vũ chứ không phải riêng cá nhân Vũ. Tấn công cả Thư luôn. Có khả năng là cả Thư rồi mẹ con nhà Thư cũng chừng. Còn Thư thì là một phụ nữ, mặc dù là trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ do Vũ gây ra, nhưng mà Thư là con của bố Sơn. Người ta nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Bố Sơn là một người rất nhân hậu, nhân từ. Thì dĩ nhiên là cái nền giáo dục cũng đã giáo dục các con cái lòng nhân từ, nhân ái đó từ lâu rồi. Chính vì vậy mà mặc dù sau này Thư không còn nghĩ yêu tha thiết Vũ như ban đầu vì quá tổn thương, nhưng mà tình một con người đối với một con người, và nhất là đối xử tốt với bố của Cu Bon, Thư sẽ đứng ra và gây dựng lại cái cơ ngơi cho bố của Cu Bon. Đó cũng là cơ ngơi của con mình, vì vậy mà Thư phải tiếp tay với Vũ. Thì mời các bạn đón xem tiếp tập 77, nhiều điều hấp dẫn. Và bố Sơn lại nhập viện, trong khi nhập viện rồi có khả năng là trong bệnh viện có thể gặp lại, trong bệnh viện là một cuộc hội ngộ. Mình nghĩ là bố Sơn sẽ nhập viện lần này, thì trong bệnh viện bố Sơn sẽ có hội ngộ một người chưa biết là ai. Các bạn đón xem nha. Chào mọi người, tạm biệt mọi người nha.